Rồi, làm thế nào để có những cái mối quan hệ thành công? Làm thế nào để có những cái mối quan hệ tốt? Những cái người giỏi, người ta chơi với mình, người ta hỗ trợ mình, người ta hợp tác với mình mà mình không cần phải giỏi bia rượu, không cần phải giỏi nhậu nhẹt. Thì video này tôi sẽ chia sẻ cái quan điểm của tôi về điều đó. Ok, xin chào, tôi là Trần Dương, một chuyên gia đào tạo và huấn luyện về phát triển bản thân. Thì thực tế mà nói thì ngày xưa tôi có tham gia một cái chương trình về khởi nghiệp, thì sau đó thì anh em có ngồi liên hoan nhậu nhẹt. Và tôi thì tôi không uống nhiều, mà tôi uống ít và tôi dừng sớm. Để trong khi đó thì có rất nhiều anh em nhậu nhẹt này, nói nhiều này, bá vai bá cổ này, khóc lóc tâm sự này, gọi là tâm sự đêm khuya vân vân. Những cái điều mà đáng nói là ngày hôm sau thì chả ông nào chơi với ông nào nữa cả, chả ông nào kết nối với ông nào nữa cả, mà công lên đường, công lo cho nồi cơm của mình. Và sau này thì tôi là cái người mà uống ít, tôi chả uống mấy. Đấy, thì tôi lại có những cái anh em từ cái lớp khởi nghiệp đấy bây giờ vẫn chơi với mình, vẫn kết nối với mình, vẫn hợp tác với mình. Chỉ đơn giản thôi là giữa anh em chúng tôi là có chung cái nhận thức, chung cái giá trị, chung cái sự phát triển, và chúng tôi trao đổi với nhau về công việc, và chúng tôi trao đổi với nhau về cái sự phát triển, những cái ý tưởng trong công việc của mỗi người, và chúng tôi cảm thấy rất là hợp và chúng tôi đi lên. Có những anh em nào mà ít giá trị, những anh em nào mà chỉ có giỏi nhậu thôi mà không nói chuyện được, hoặc là không có cái giá trị gì để có thể hỗ trợ được cho những cái người xung quanh, thì rất là khó để có thể kết nối được. Vậy thì bạn hình dung một cái điều là ngày bác Donald Trump chẳng hạn, bác Donald Trump là bây giờ là tổng thống Mỹ đúng không? Bác có một nguyên tắc là bác không uống rượu. Đấy, người ta không uống rượu nhưng mà người ta vẫn trở thành một người rất là thành công, người rất thành công, một doanh nhân điển hình của nước Mỹ, và thậm chí bây giờ là còn là tổng thống Mỹ. Đấy, và ông đang phấn đấu nhiệm kỳ 2 đấy, ông hơn 70 tuổi ông vẫn là tổng thống, rất tuyệt vời. Ông không uống rượu nhưng ông ấy vẫn trở thành một doanh nhân rất lớn. Thế thì thử hỏi là bác nào ở Việt Nam bây giờ là giỏi nhậu, giỏi rượu, là liệu đã bằng bác Trump chưa, đúng không? Đấy, cho nên là bạn hình dung là người ta không uống rượu, không bia mà người ta vẫn trở thành một vị tổng thống Mỹ, vẫn trở thành một doanh nhân rất là lớn, một tỷ phú ở trên thế giới. Thì bạn phải hiểu được là nhiều khi các ông ấy nói câu chuyện rượu bia nó chỉ là để mà uống cho nó vui thôi, chứ còn nó chả giải quyết được gì mấy đâu. Đấy, trừ trường hợp là bạn dùng bia rượu để bạn cho người ta say, bạn lừa người ta thì mình không nói. Đấy, còn nếu như xây dựng quan hệ rồi để trở thành cái người thành công lớn thì đâu nhất thiết là bạn phải giỏi bia rượu đâu, mà điều quan trọng nhất là bạn phải là người có giờ trị. Bây giờ hình dung thêm một cái nữa là bây giờ giả sử bác Vượng ấy, bác Phạm Nhật Vượng đúng không, tỷ phú Việt Nam, ngồi trong một cái bữa nhậu đấy, bác ấy nói là thôi mình không uống được mấy, anh em cứ uống đi, thì theo bạn là liệu bạn có trách bác hay không, hay là bạn vẫn muốn kết nối với bác, bạn vẫn muốn chơi với bác ấy để học hỏi bác ấy, đúng không? Người ta giỏi mà, người ta giàu, người ta thành công lớn mà. Cho nên mình vẫn muốn học người ta, mà mình không cần yêu cầu người ta là phải uống giỏi, uống rượu bia gì cả. Đấy, vậy thì cái điều quan trọng nhất ở đây ấy, là để có nhiều mối quan hệ tốt, để có nhiều mối quan hệ thành công, và để có nhiều người giỏi chơi với mình, thì bản thân mình phải là người giỏi, bản thân mình phải là người có giá trị, bản thân mình phải là cái người thành công. Đấy, bạn phải nỗ lực lao động, nỗ lực làm ăn để mình có cái giá trị với cái thị trường, giá trị với những người ở xung quanh, thì tự khắc người ta chơi với mình. Còn cái sai lầm ở chỗ là chúng ta không tập trung vào giá trị bản thân. Chúng ta cứ đi gặp người này, đi gặp người kia, xin số điện thoại, rồi anh ơi kết nối với em, rồi hôm nào cà phê nhé. Mà bản thân chúng ta không có giá trị, bản thân chúng ta không có cái năng lực gì, thì người ta cũng không chơi với mình đâu. Cho dù bạn có uống rượu, nhậu giỏi như thế nào, bạn muốn người ta chơi, bạn người ta không chơi. Bởi vì bạn có cái vị gì đâu mà người ta chơi, đúng không? Mà cái ngây thơ ở chỗ là mình cứ uống hết cốc này đến cốc khác và nghĩ rằng là mình là người quan hệ tốt. Đấy là sai lầm. Đấy là điều rất là sai lầm. Đấy, vậy thì vấn đề ở đây ấy, là giá trị cao. Giá trị cao là gì? Giá trị cao đó là cái khả năng, cái năng lực của bạn có khả năng giải quyết một vấn đề gì đấy cho những người xung quanh. Nếu như mà bạn giải quyết một cái vấn đề càng khó, bạn giải quyết được cho càng nhiều người, thì bạn lại càng là người có giá trị cao. Tôi ví dụ đơn giản, bây giờ là bạn giả sử có người bị ung thư đi, đúng không? Sắp chết rồi, sắp mất tính mạng rồi, mà có một ông bác sĩ. Đấy, ông ấy rất giỏi cứu người, ông có năng lực giải quyết cái vấn đề đấy cho bạn, thì theo bạn liệu bạn có kết nối với ông bác sĩ đấy hay không? À, chắc chắn là chúng ta sẽ phải kết nối với ông đấy, đúng không? Để ông ấy cứu người. Hay là ví dụ như bản thân mình là một chuyên gia đào tạo và huấn luyện phát triển bản thân. Có nhiều người chơi với mình chỉ vì đơn giản là mình có một cái chương trình về kỷ luật. Họ không kỷ luật bản thân, họ không thể nào dậy sớm đọc sách, chạy bộ thể dục rồi lập kế hoạch ngày mới rồi làm mọi việc nó đúng vào cái thời điểm. Họ muốn mình hỗ trợ họ, họ muốn mình huấn luyện họ và giúp cho họ kỷ luật bản thân hơn. Đấy, thì họ theo mình và mình giúp cho họ giải quyết vấn đề đó thì họ muốn kết nối với mình, đúng không? Đấy, hay là trong cuộc sống đôi khi là bạn muốn kinh doanh giỏi thì bạn cần phải
học những cái người mà người ta kinh doanh giỏi. Đôi khi mình ấy là phải bỏ vài trăm triệu ra chỉ đơn giản để gặp một cái ông thầy rất giỏi về kinh doanh, về đầu tư. Chứ đừng có nói cái câu chuyện là uống rượu thôi là gặp được ông, nhầm, không có chuyện đấy đâu. Cái chuyện đấy là rất là ngây thơ. Cho nên bản thân mình là gì? Phải suy nghĩ một cái việc đấy, là muốn quan hệ tốt, muốn có nhiều mối quan hệ tốt, muốn nhiều người giỏi, nhiều người thành công chờ mình, thì bản thân mình phải nỗ lực lao động, nỗ lực làm việc chăm chỉ, nỗ lực học tập để nâng cái năng lực giải quyết vấn đề của mình, nâng cái năng lực giải quyết vấn đề cho những người xung quanh, cho thị trường. Bạn càng giỏi, bạn càng giải quyết được những vấn đề khó thì bạn rất tuyệt vời. Nếu bạn đang làm bất kỳ công việc gì thì hãy trở thành cái người giỏi nhất trong công việc đó. Ví dụ bạn là bác sĩ thì hãy cố gắng trở thành giỏi nhất, trở thành bác sĩ giỏi nhất. Nếu bạn đang làm chủ doanh nghiệp thì hãy cố gắng trở thành chủ doanh nghiệp giỏi nhất. Nếu bạn đang làm kỹ sư thì trở thành kỹ sư giỏi nhất. Bạn cứ giỏi cho tôi là tự dưng là người ta sẽ chơi bạn. Đấy, còn bạn chả có cái vị gì cả, đúng không? Vừa nghèo, vừa dốt, vừa lười, nhưng bạn lại nhậu giỏi thì chả ai chơi bạn đâu. Hãy nhớ nhá, nâng cao giá trị có nghĩa là nâng cao năng lực giải quyết vấn đề, thì tự dưng xã hội người ta sẽ kết nối với bạn, người ta sẽ chơi với bạn. Xin chào, hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo của tôi nhé.